cô chú anh chị và các bạn thân mến, ngay bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam đang có mặt trên đường tỉnh lộ 784, ngay cái ngã ba xe cộ qua lại rất là đông luôn. Đây là những chiếc xe đưa rước công nhân ở khu công nghiệp Già Là và khu công nghiệp Phước Đông chạy về đó cô chú anh chị. Đây là ngay cái cột đèn xanh đèn đỏ luôn nè cô chú anh chị ơi. Thì bây giờ Tấn sẽ quay cho cô chú anh chị coi căn nhà, nhà đất đang cần bán nha, là ngay cái cột đèn xanh đèn đỏ. Ở đây là xã Trà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh nha cô chú anh chị. Đây, nhà đất đang cần bán nha. Chiều ngang là 15m và chiều dài là 70m. Có 200m² thổ cư nha cô chú anh chị. Đây, cái cột đèn xanh đèn đỏ là ngay cái ranh giới đất luôn nha. Đó, chiều ngang 15m và chiều dài là 70m. Đường này là tỉnh lộ 784 nha cô chú anh chị. Ở đằng đây là ủy ban xã Trà Là, trường học. Rồi chợ Trà là đằng đây nha, cách khoảng chừng 700m thôi. Phía bên kia đường là có cây xăng Petrolimex. Đi về hướng này, đi về hướng này khoảng chừng 3 cây số là khu công nghiệp Trà Là nha. Rồi đi hướng về khu công nghiệp Phước Đông, về Trảng Bàng, thành phố Hồ Chí Minh là đi hướng này nha cô chú anh chị. Đó, tỉnh lộ 784 hay còn được mệnh danh là đường du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh đi núi Bà. Tại vì đi thẳng cái hướng này là sẽ lên núi Bà Đen nè cô chú anh chị. Đây ngay cái ngã ba thì cái đường phía bên đó đó, chúng ta đi vô đường đó là đi về xã Bầu Năng nha. Ở đây đi 5 cây số là tới Tòa Thánh Tây Ninh, là thành phố Tây Ninh đó cô chú anh chị. Đây vô thành phố Tây Ninh có 5 cây thôi. Đi tới vòng xoay trung tâm thành phố Tây Ninh là khoảng 9 cây nha. Đây còn đi về hướng này là núi Bà Đen nè. Ở đây lên núi Bà Đen là khoảng chừng 8 cây số thôi nha cô chú anh chị. Đó, tỉnh lộ 784 nhà nước mới vừa nâng cấp. Nhà nước mới vừa nâng cấp mở rộng cái đường này rất là đẹp luôn. Thì vị trí nhà đất bây giờ Tấn quay á, rất là dễ biết luôn. Ngay ngã ba, ngã ba bự luôn nha. Một hướng là đi về Tòa Thánh Tây Ninh, còn một hướng đi về núi Bà, còn một hướng là đi về khu công nghiệp Trà Là, thành phố Hồ Chí Minh ha. Đây, nhà đất đang cần bán. Thì bây giờ chủ đất á, là bán 700 triệu 1m ngang nha cô chú anh chị. 700 triệu 1m ngang nha. Có nhà có đất luôn. Bây giờ chủ đất á, nói coi như là bán cái giá này là chỉ tính giá đất thôi, chứ không có tính giá nhà nha. Là coi như căn nhà tặng cho cô chú anh chị luôn á. Đó, vị trí quá đẹp ha. Ngay ngã ba nè. Thì chúng ta mua nhà đất này là mình có thể là vừa ở vừa kết hợp kinh doanh được nha cô chú anh chị. Với lại diện tích đất bự nha, 1050m², 1050m², thì chúng ta có thể làm nhà vườn cũng được. Đất này xem trên bản đồ dự thảo quy hoạch đó cô chú anh chị, là lên được 100% thổ cư luôn nha. Hiện tại á, là có 200m² thổ cư, còn lại là đất lúa nha. Đất lúa nhưng mà lên thổ cư được. Đất này hướng Tây, đất hướng Tây có lệch Nam chút xíu nha. Đó, có hàng rào ranh giới xung quanh. Đây một căn nhà lầu nè cô chú anh chị. Đó, cái lầu đây nhưng mà anh chủ đất nó không phải là lầu đúc, mà là cái lầu gỗ thôi, cái gác gỗ thôi. Đó. Nhà xây cũng lâu rồi nhưng mà kết cấu Tấn thấy là kiên cố nha, nền móng là cao ráo nè. Cái sân á thì tráng xi măng rồi nè cô chú anh chị. Hàng rào xung quanh ha. Phía trước có trồng mấy cây cau kiểng đâu nè. Ở làm nhà vườn được nha. Ở sau nhà là có cái hồ bơi nữa nha cô chú anh chị. Nhà này là có hồ bơi nữa. Đây bây giờ mình coi vòng vòng trước đi rồi mình vô nhà sau nha. Đây cái nhà để xe ô tô nè. Cái sân thì tráng xi măng hết luôn nè, sạch sẽ nè, hàng rào nè. Đất này là dài tới 70m nha. Nhà để xe có đèn năng lượng mặt trời nè. Ở sau là có cái máy che, rồi có quạt, rồi có ghế đá rồi nè cô chú anh chị. Còn đây là có cái hồ bơi nữa nè.
lấy cái số điện thoại liên hệ là số nãy anh gọi em ha. Dạ. Dạ. Đây hồ bơi nè cô chú anh chị ơi. À, có mấy chè luôn nè. Đó, lát gạch đồ rồi tráng xi măng đồ hết luôn, sạch sẽ ha. Đây bên hông bên đây. Bên đây có trồng cây cóc nè. Nhà là rất nhiều cửa sổ luôn nha cô chú anh chị. Đây cục nóng máy lạnh rồi nè. Đó, nhà cao ráo ha. Cửa sổ là làm bằng gỗ rồi hết luôn nha. Nhà hướng Tây có lệch nam chút. Chiều ngang đất là ngang 15, chiều dài là 70. Tổng diện tích là 1.050 m², thổ cư là 200 m², còn lại là đất lúa. Xem trên bản đồ dự thảo quy hoạch đó là lên được 100% thổ cư luôn. Đây cây mít trái quá bự luôn nè. Nhà tắm toilet trong nhà, để đây nhà tắm toilet bên ngoài nữa nè. Ở sau nhà để xe là có nhà kho nè, và có cây sầu riêng nữa nè cô chú anh chị ơi. Cây sầu riêng. Cây sầu riêng quá bự luôn ha, cây này mà chịu có trái là đã luôn á. Nhìn cái dáng nó rất là đẹp nha. Đây gốc bự nè. Thì ở phía sau á, đất lại dài tới cái tường gạch ở phía sau nha. Còn đây là ngăn lại để có thể là nuôi gà đâu cũng được cô chú anh chị. Cái ranh giới đất là tuốt ở sau nữa nha. Đây có cây măng cục nè. Nhà tắm toilet bên ngoài sân vườn nè. Đó, lát gạch rồi nè cô chú anh chị. Đây thêm cây cóc nữa, trái quá chừng luôn ha. Thì bây giờ chủ đất á là bán đất tặng nhà, cho nên là không có tính giá trị nhà nha. Đây ở sau là có thêm cái vườn nữa nha cô chú anh chị. Đây là có xây thêm để ngăn ra cái khúc sau nè, đó để nuôi gà nuôi vịt đồ phía sau cũng được. Có cây dừa nè, rồi sau rồi có thêm cây dừa nữa ha. Đó chiều dài đất á là tới cái hàng rào gạch đó nha. Ngang 15, chiều dài là đúng 70. Ở đây có cái cửa để đi ra phía sau nè. Ở nhà vườn nha cô chú anh chị, vị trí đẹp nha. Mặt tiền tỉnh lộ 784. Thì cái định vị Google Maps Tấn Ghim đường link để trong phần mô tả cho cô chú anh chị ở xa đó biết cái vị trí này ha. Còn cái vị trí này người Tây Ninh á, người Tây Ninh thì dễ biết rồi. Gần khu công nghiệp Chà Là, gần ủy ban xã Chà Là. Rồi gần chợ Chà Là luôn nha. Gần vòng xoay cầu K13. Đối diện xéo với cây xăng. Nhà ngay góc ngã ba. Đó, xe đưa rước công nhân chạy nãy giờ chưa hết nữa cô chú anh chị ơi. Khu công nghiệp Chà Là cũng rất là lớn nha. Rồi trên đường tỉnh lộ 784 là có khu công nghiệp Phước Đông nữa đó. Đó, cái đường này là tỉnh lộ 784 nè, là từ thành phố Hồ Chí Minh đi lên Củ Chi, đi lên Trảng Bàng. Rồi chạy ngang khu công nghiệp Phước Đông, rồi chạy ngang chỗ này nha cô chú anh chị. Đi thẳng là lên núi Bà Đen nha. Cho nên cái đường này người ta còn gọi là đường du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh đi núi Bà đó. Đây phía trước nhà là cái cột đèn xanh đèn đỏ nè. Vị trí này có thể là vừa ở vừa kinh doanh được luôn nha cô chú anh chị. Để mình nhân lên coi giá bán toàn bộ là nhiêu nha. 700 triệu mà nhân cho 15 là 10 tỷ 500 triệu nha. Giá bán toàn bộ 10 tỷ 500 triệu. Đây mặt dựng của nhà nè. Một trệt một lầu. Cửa là bằng gỗ hết luôn nha. Cửa gỗ nè. La phong ton nè. Đó, cửa sổ cũng bằng gỗ luôn. Phòng khách là có tới 3 cái cửa sổ luôn ha. Mình coi tầng trệt trước, ngay cầu thang cũng có cái cửa sổ, cầu thang bằng gỗ luôn nè. Đó, ở trên là gác gỗ nha cô chú anh chị, chứ không phải là lầu đúc nha. Tầng trệt thì có một phòng ngủ. Có nhà tắm toilet bên trong luôn, có máy lạnh nè, có cửa sổ nè, có quạt trần nè. Đó.
Rồi khúc sau đây là nhà bếp, có quạt trần, có toilet nè. Rồi hai bên là có cửa sổ nè. Thì coi như là chủ nhà là bán đất thôi, không có tính giá trị nhà nha. Nhưng mà Tấn quay luôn cho cô chú anh chị coi, ở trong nhà tắm toilet cũng có quạt trần luôn. Rồi chỗ này làm giống như là cái bồn tắm nằm này cô chú anh chị. Đó, xả nước vô nằm tắm luôn ha. Cửa sổ nè. Rồi cái bếp nè, ngay bếp có cửa sổ luôn. Đó, ở sau là cái hồ bơi, sân vườn phía sau nha. Nhà để xe bên hông. Ở bên trên là la phong toan lạnh như thế này nha cô chú anh chị. Cầu thang bằng gỗ, tay vịn bằng inox. Rồi lên trên lầu luôn nha, gọi là lầu đi cho nghe nó sang ha. Đây cái gác này là bằng gỗ nè cô chú anh chị, nè hơn một gang mình luôn ha, tức là khoảng 25 cm nha, 2,5 tấc. Đó bên trên là ốp gỗ nè. Thì trên đây là có hai phòng ngủ với lại phòng thờ nha. Đây phòng ngủ phía trong, mở đèn lên. Có cửa sổ rồi nè cô chú anh chị, la phong toan lạnh nè, có quạt trần, có máy lạnh, tủ. Đây ra ban công, cái ban công này là nhìn ra phía hồ bơi nè, nhìn ra phía sau nhà nè. Đó cái hồ bơi đó, nhìn ra phía sau nhà nha. Phía sau nhà là cái cánh đồng nha cô chú anh chị. Và đây thấy núi Bà Đen nè, sát bên núi luôn. Ở đây lên núi á, là có mấy cây số à cô chú anh chị ơi. Nếu mà đi thẳng theo đường chim bay ha, là ở đây lên núi khoảng chừng 5-6 cây thôi. Thấy được tượng Phật Bà trên đỉnh núi, rồi thấy nhà ga cáp treo, thậm chí là thấy được những cái cáp treo nó đang chạy lên đỉnh núi luôn. Đây thấy được cái đường cáp treo đang chạy lên đỉnh núi luôn, tượng Phật Bà trên đỉnh núi này cô chú anh chị. Đó, thấy được hai cái nhà ga cáp treo luôn ha, một cái nhà ga là từ dưới chân núi đi lên, còn một nhà ga là từ chùa Bà đi lên á. Đó, hai nhà ga cáp treo rất là đẹp nha, gần núi Bà Đen, gần tòa thánh Tây Ninh luôn. Đây đi tòa thánh Tây Ninh là có 5 cây thôi. Đây sân vườn nè. Đó, cái ở phía trước thì đông đúc nhộn nhịp, nhưng mà ở phía sau á, thì chúng ta thấy là không gian rất là yên tĩnh nha cô chú anh chị. Cánh đồng rồi ha, rất là nên thơ nha. Cửa đâu là bằng gỗ hết luôn, nhà này là làm cửa gỗ hết luôn á. Đây này là sàn gỗ nha, trên đây là Tấn chưa có mở đèn luôn á. Nè đây là khu vực phòng thờ, quạt trần nè. Ở phía trước là có ban công ra phía trước nữa nha. Đây mở ra gió cho mát nè. Đó đường tỉnh lộ 784 nè cô chú anh chị ơi. Bên kia là cây xăng Petrolimex nha. Rồi căn nhà lầu bự nè, hàng xóm kế bên ta bán bồn nước inox đâu nè. Nhà là hướng Tây có lệch Nam chút xíu ha. Giờ Tấn quay buổi chiều nè, mặt trời sắp lặn nè. Kế bên là bán đá hoa cương rồi nha. Đây cái lan can phía trước đây quá chừng rộng luôn. Đó, ngay bên cạnh là người ta bán bồn nước với lại máy nước nóng năng lượng mặt trời rồi đó. Ở phía sau là cánh đồng nè, nhà để xe nè, cây sầu riêng nè. Này là inox ha. Rồi thì tổng thể nhà đất đang cần bán là như thế này nha cô chú anh chị. 10 tỷ 500 triệu. Cái 500 triệu chắc là chủ nhà người ta sẽ bớt đó. Chẳng là 10 tỷ đi cho dễ nhớ cũng được ha.
giá là 700 triệu mét ngang. Thì trên lầu đây phòng ngủ, rồi đây phòng ngủ nữa nha. Hai phòng ngủ đều có cửa sổ, có máy lạnh đầy đủ. Đây bây giờ Tấn quay sổ đỏ cho cô chú anh chị coi nha. Nhà đất này hiện tại vẫn là sổ đỏ nha cô chú anh chị. Bây giờ mình ra sổ mới á, là sổ hồng nha. Đây cận cảnh sơ đồ nè. Nhà đất này là ngay ngã ba. Đó, mặt tiền chính là đường tỉnh lộ 784 ha. Thì cái sổ này là sổ đỏ lâu rồi, trên sổ này không ghi lộ giới đường nè cô chú anh chị. Đó, cái đường tỉnh lộ 784 lộ giới là hình như năm mấy 60 mét hay sao á. Rất là bự nha. Đây cái thửa đất 5885 nè cô chú anh chị. 5885. Thì chiều ngang là 15 mét á, còn chiều dài là 70 mét nha. 15 x 70. Rồi xem cái phần thông tin bên đây nha. Thửa đất số 5885, tờ bản đồ số 3. Địa chỉ xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 1050 m². Mục đích sử dụng đất nè. Thổ cư là 200 m². Còn lại 850 là đất lúa. Xem trên bản đồ dự thảo quy hoạch á, thì đất này là full màu hồng nha cô chú anh chị, lên được 100% thổ cư luôn nha. Mặt tiền đường tỉnh lộ lớn mà. Thì cái giá bán Tấn nhắc lại là 700 triệu mét ngang, giá bán toàn bộ là 10 tỷ 500 triệu. Cô chú anh chị muốn mua thì alo cho anh Tần nha. Đây để mình đọc số điện thoại của anh Tần. Không có qua môi giới trung gian nha. 077 99 11 042. 077 99 11 042. 077 99 11 042. Số này có Zalo luôn nha cô chú anh chị ơi. Đó, mặt tiền đường tỉnh lộ 784, ngay cái ngã ba. Một hướng là đi Tòa Thánh, một hướng là đi Núi Bà Đen ha. Đây gọi là ngã ba du lịch luôn cũng được nữa. Đi tới những cái địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tây Ninh. À, hàng xóm một bên thì bán đá hoa cương, còn một bên là bán bồn nước inox nè. Thì cô chú anh chị bạn thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích và bấm đăng ký kênh để xem nhiều video clip khác nữa nha. Đó, phía bên kia là cây xăng, rồi căn nhà lầu quá bự. Đi về hướng này 700 m là chợ Chà Là, Ủy ban xã Chà Là nha. Đi 3 cây số là khu công nghiệp Chà Là. Rồi từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh đó cô chú anh chị. An Sương thành phố Hồ Chí Minh đi theo đường này lên á, tới đây là khoảng 70 cây ha. Đó, xe cộ qua lại nhiều. Đây nhà là ngay cái cột đèn xanh đèn đỏ. Ở phía bên kia là quán cà phê tên là Đông Nam nha, cà phê Đông Nam.